trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có nhà văn Trần Phong Vũ ngồi bìa, anh dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi giữa và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi muốn thảo luận ngày hôm nay là dòng Chúa cứu thế là hủy bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe cho thương phế binh ngày 17 tây tháng 4 vừa qua. Thì chúng ta thử tìm hiểu nguyên nhân và những hậu quả sẽ có là như thế nào. Thì kính thưa quý vị và thưa hai anh, thì chúng ta được biết là ông cha Nguyễn Ngọc Bích được bầu lên để mà gọi là lãnh đạo dòng tỉnh của Chúa Cứu Thế vào tháng Giêng tức là cách đây 3 tháng. Bây giờ thì từ tháng Giêng cho tới nay thì những cái sinh hoạt của dòng Chúa Cứu Thế vẫn diễn ra bình thường. Cũng quỹ lão thương phế binh cũng có những sinh hoạt nhưng từ trước tới nay, từ lâu tới nay. Nhưng mà thình lình là chỉ vài ngày trước ngày 17 tháng 4 thì có lệnh là phải hủy bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe khoảng 152 thương phế binh toàn quốc từ vị tướng 17 xuống Cà Mau. Trong khi đó thì cái sự mà thông báo nó quá khẩn cấp, thành ra có một số thương phế binh ở xa, tới dân ngoài Trung chẳng hạn, hay là ở tận phía Nam chẳng hạn, thì họ đã lên đường đi rồi, thành ra nó cũng là một tình trạng coi như là rất là lỡ dở. Và cái điều này nó làm cho tạo một cái sự ngỡ ngàng ở chính những người trong dòng Chúa Cứu Thế cũng như là cái dư luận bên ngoài. Bởi vì dù muốn dù không thì trong quá khứ cho tới ngày nay thì dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà cũng như ở Kỳ Đồng ở trong Nam có thể nói là những cái mũi nhọn trong vấn đề mà truyền bá cái bác ái, trong vấn đề mà bảo vệ người cô thế, trong vấn đề mà tìm công lý cho những người bị mất, và trong vấn đề mà giúp đỡ thương phế binh cũng như những nhà tranh đấu cho nhân quyền hay là dân chủ. Thì cái sự mà ngưng trong một cách rất là bất thình lình như vậy, và có thể nói là trong tương lai cũng là những cái sự ngưng đó sẽ kéo dài trong tương lai. Thì như vậy thì chúng ta thử coi cái nguyên nhân nào nó đưa tới cái vấn đề này, và cái sự mà thình lình mà thay đổi qua một cái quẹo qua một cái hướng khác như vậy của dòng Chúa Cứu Thế thì nó sẽ đưa tới những cái hậu quả nào, những cái implication nào, những cái ý nghĩa nào. Thì có thể anh Trần Phong Vũ, anh rất là hiểu rõ về từng trường hợp của bên dòng Chúa Cứu Thế cũng như là bên Công giáo, có thể anh chia sẻ. Vâng, thưa anh, cảm ơn anh Lê Minh Nguyên và thưa anh Phạm Khắc Khiêm cũng như thưa quý khán giả. Đúng là đây là một cái vấn đề mà có thể nói rằng là về mặt tâm lý nó gây một cái sốc rất là lớn, không phải chỉ cho người Công giáo mà có thể cả tất cả những người nào mà từ lâu nay ít nữa thì cũng đã tin tưởng vào cái tinh thần dấn thân của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, từ những cái vụ của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà cho tới sau này đã lan vào cả nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, Sài Gòn. Thì ngay trong mới chỉ trong ngày phục sinh vừa qua thì người ta đã được nghe một cái bài giảng trong thánh lễ phục sinh đó, trước phục sinh đó, thì cha Đinh Hữu Thoại đã nói trước một số giáo dân mà người ta tin là trong đó có rất nhiều cả những người không Công giáo và cả những cán bộ nhà nước nữa, có lẽ đến cả ngàn người như vậy, mà ngài nói một cách rất can đảm. Rồi thì những cái việc làm của dòng Chúa Cứu Thế lâu nay trong cái việc mà hỗ trợ cũng như là tham khám bệnh cũng như là nâng đỡ những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trước đây sau 40 năm bị bỏ rơi, sống cuộc đời lê lết khắp những cái miền quê cũng như là sống ở thành thị với những cái nghề rất là thấp kém như là đi bán vé số, gần như là đi ăn xin, có nhiều hình ảnh cho chúng ta thấy như vậy. Thì với cái sự ra tay, với cái sự giúp đỡ nâng đỡ như vậy
và còn được biết thêm qua cái lời tuyên bố của Linh Mục Phạm Trung Thành là cựu giám tỉnh dòng chúa Cứu Thế, thì cái việc này nó còn có cái sự kết hợp của cả về phía bên Phật giáo nữa. Thí dụ như là Hòa Thượng Thích Không Tánh là người mà đã được giám tỉnh Phạm Trung Thành đề cao là một người đã có cái sáng kiến để mà giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, mà chỉ vì không có phương tiện, không có cái nơi trốn thuận tiện, cũng như là vì bị công an nhà nước đàn áp, cho nên cuối cùng thì đã phải phối hợp với dòng chúa Cứu Thế. Bởi vì bên dòng chúa Cứu Thế, như chúng ta đã biết, sau những cái sự đứng dậy một cách rất là hiên ngang của các gia dòng chúa Cứu Thế ở Thái Hà, cũng như sau này thì nhà nước phải nói rằng là họ không dám đụng vào cái nơi đó nữa, bởi vì nếu đụng vào nó càng xé ra nhiều chuyện khác, thành ra đấy chính là cái nơi còn có thể làm được, thì nó gây ra một cái sốc, đó là một cái đúng. Nhưng mà bên trong đó chắc chắn tôi cũng đã tìm hiểu trong suốt những ngày vừa qua, và sau này cái phần tiếp theo tôi có dịp để mà lý giải, đưa ra một số những cái luận, những nhận định để mà có thể giúp cho mọi người chúng ta thấy được vấn đề, mà rồi từ đó phải hành xử như thế nào để cho cái diễn tiến cũng như là cái hệ quả của nó đừng có tệ hại quá, thưa hai anh. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Trần Phú Vũ. Thưa anh Khiêm, thì dư luận theo tôi biết thì trong dòng chúa Cứu Thế Kỳ Đồng thì có hai phương hướng. Một phương hướng là phải dấn thân như đã xảy ra lâu nay, và một phương hướng thì giữ trung lập thôi, tức là cũng không có liên hệ gì tới Cộng sản, cũng không thích gì Cộng sản, nhưng mà cũng không có chủ trương là dấn thân, chỉ là lo cái việc đạo thuần tí thôi. Thì hình như là bây giờ cái phương hướng gọi là trung lập là thắng thế. Thì cái sự mà thắng thế của phương hướng trung lập như thế này thì theo anh, cái nhìn của anh thì trong cái tác động vào xã hội nó sẽ như thế nào? Tôi thì tôi không biết rằng ở trong đó nó có một hay hai hay ba bốn khuyến hướng hay bao nhiêu khuyến hướng, tôi không, chúng ta không cần biết. Nhưng mà có một điều là khi mà cái việc mà dòng chúa Cứu Thế xảy ra đó, thì dĩ nhiên là dư luận ở bên trong cũng như bên ngoài nước ấy, không trực tiếp đối với để cái chuyện đó xảy ra thì không biết nó như thế nào. Và tôi cũng vậy. Cho nên cái việc mà mình nhìn thấy cái nguyên nhân tại sao đó thì chúng ta không nói được là lý do tại sao. Nhưng mà nó lại trùng với lại sắp sửa tới ngày 30 tháng 4. Cho nên nhiều người nghĩ rằng có lẽ vì một cái áp lực nào đó, thành ra ngày 30 tháng 4 cho nên cái dòng chúa Cứu Thế phải tạm bị áp lực. Mà cái áp lực đó nó như thế nào chúng ta không biết. Tuy nhiên thì tôi lại nghĩ theo tiêu chuẩn của một cái người mà đi theo đạo tôn giáo đó, thì chúng ta biết rõ ràng là bên Phật giáo thì các vị sư đã cố gắng đi tới tận nơi để mà cứu, giúp, phát quà cho những cái người kém may mắn ở tất cả các nơi thì bị gặp khó khăn. Còn dòng chúa Cứu Thế thì dĩ nhiên là tổ chức tại một cái trung tâm, và cái trung tâm đó mà ở ngay Sài Gòn mà không đi các nơi xa thì cái áp lực, cái nguy hiểm nó không có bao nhiêu. Cho nên tôi lại nghĩ rằng các quý vị ở trong đó đó, nếu mà bây giờ vì lý do nào đó mà ngừng ngay đó, ngừng ngay tức khắc để mà các thương phế binh hay là những người mà kém may mắn mà phải bị kẹt lại không được giúp đỡ, thì cái đó là đi ngược lại với lại cái con đường của Chúa. Bởi vì chúng ta biết là khi mà Chúa còn tại thế, Chúa đã bị hy sinh kể cả như là thân xác của mình để cứu một con người. Bây giờ quý vị mà đi theo cái con đường của Chúa thì dù áp lực nào chăng nữa, ngay kể cả áp lực vào trong đạo của mình như chăng nữa, thì mình cũng phải cố gắng làm thế nào để mình chứng tỏ là mình có đi theo cái con đường của Chúa. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng các vị của tôn giáo nào cũng vậy, cũng phải nên đi theo cái con đường dấn thân hy sinh thì cái tôn giáo của mình mới được mọi người kính trọng. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh Phạm Khắc Khiêm. Thì như ý anh nói thì coi như đạo Chúa là
rất là phát triển mạnh về cái tinh thần dấn thân cho bác ái. Thì cái tinh thần đó, nó khi hành đạo thì có lẽ là những cái sự giải thích dấn thân cho bác ái có thể giải thích cách khác nhau. Thì khi ví dụ ngay ông giáo hoàng John Paul II, John Paul đệ nhị, thì với tinh thần dấn thân cho bác ái thì ông nhờ ông mà ông có thể nói là cái nước Ba Lan là nó thoát khỏi cái cộng sản. Nhưng mà trước những cái giáo hoàng trước đó thì có thể là có một cái nhìn về vấn đề bác ái là chỉ là một cái thuần túy chuyện đạo, thì đó là một cái vấn đề mà nhiều khi cái giải thích của ngay cả những người lãnh đạo tôn giáo có thể nó cũng khác nhau. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.